Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. La 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 la. Hey. Trời ơi, cái ngày gì đâu mà không khí trong lành, thoải mái, dễ sợ luôn á. Kiểu này mà đi học là hơi bị vui luôn nè. Yeah. Ủa, sao mày? Không có. Không làm gì mà lâu vậy? Làm tôi đợi quá trời luôn nè. Thôi Sammy đừng có giận Phong mà. Đây đây, Phong nói Sam nghe nè, hồi sáng nay á Phong mới vừa đi mua bánh mì cho Sam cho nên là đến hơi trễ xíu nè, bánh mì của Sam nè. Phong nửa ổ, Sam nửa ổ. Ủa mà sáng giờ ông mua được ổ bánh mì thôi hả? Thì trời ơi, bà cũng biết là nhà bọn mình nghèo mà, cho nên là đâu có tiền mua gì ta, cơm hộp hay là mấy cái đồ ăn đắt tiền đâu, chỉ có bánh mì thôi. Thôi ăn tạm đi. Tôi biết mà, thôi lần sau đó tôi bới đồ ăn lên cho, cần gì mua cho mệt. Tốn tiền nữa. Thôi làm phiền Sam lắm, để Phong mua bánh mì cho Sam ăn là được rồi. Sống đâu hai đứa mình đi học thôi là được, có gì đâu. Thôi bây giờ bọn mình vô trường đi học ha. Ok đi thôi. Thầy đi vài bước tới trường luôn. Trời ơi, trường áo ta xa. Chào hai bạn nhà nghèo nha. Trời ơi, mặc cái quần áo gì mà phèn dữ vậy trời. Cái gì? Cái gì mà nhà nghèo? Nè cái bạn kia, tôi biết tôi nghèo nhưng cậu đâu có quyền là xỉn cho bọn tôi vậy đâu. Nè các bạn kia, bạn đừng có mà xem thường người khác nha. Tính ra là bạn là học sinh thì ai cho bạn gọi là lái xe hả? Mà siêu xe của bạn á thì xịn thiệt á, nhưng mà bạn cũng đâu có quyền gì mà bạn nói người ta nghèo này nghèo nọ đâu hả? Thôi, không thèm nói chuyện với mấy cái đứa nghèo nữa, đến giờ học rồi, vào lớp học thôi. Trời quá đáng mà. Ê làm gì vậy? Làm gì quýnh Sammy vậy? Hả? Không hiểu sao luôn á. Ủa Sam ơi, sao vậy? Tôi buồn quá à, vì người ta xem thường, cũng biết nhục chứ bộ. Ước gì mình giàu có lên, không ai xem thường mình nữa. Sao mà giàu được? Thôi Sammy đừng có buồn nữa. Để Phong nói cho Sam nghe nè. Hai đứa mình á, dù gì cũng là học sinh giỏi nhất trường mà. Hai đứa mình học giỏi mà, chứ đâu phải là học yếu kém đâu. Cho nên á, chắc chắn mai này á, hai đứa mình ra ngoài đi làm á, hai đứa mình chắc chắn sẽ thành công thôi. Lúc đó bọn mình sẽ trở thành những người giàu có, đúng không? Nói chung á, không có gì quý bằng tri thức, hiểu không? Tôi biết rồi, thôi mình vô học đi. Ok, nhưng mà đừng có buồn nữa nha. Tôi biết rồi, thôi bây giờ vô nha. Nè, xin chào hai bạn. Hình như hai bạn có phải là hai người học giỏi nhất trường đúng không? Hả? chào hai bạn nha. Đúng vậy, xin giới thiệu với hai bạn. Mình là Phong Cận, còn đây là Sammy. Hai đứa mình là hai học sinh xuất sắc của trường á. Nhưng mà hai bạn kiếm bọn mình làm gì vậy? Bọn mình chỉ là những học sinh nghèo thôi. Cho nên là hai bạn kiếm bọn mình có chuyện gì hả? Hai bạn đừng có buồn, mình sẽ giúp cho hai bạn trở nên giàu có. Hả? Thiệt hả? Hả? Nhưng mà tại sao hai bạn lại muốn giúp hai tụi mình? Bởi vì hai tụi mình rất yêu quý học sinh giỏi nên tụi mình rất sẵn lòng giúp đỡ hai bạn á. Nếu như mà được như vậy thì hay quá. Nhưng mà hai bạn sẽ giúp bọn mình bằng cách nào đây? Bọn mình nói chung là hai bạn giỏi mà, nên yên tâm, mấy bạn đi theo mình đi, mình sẽ giúp các bạn trở nên giàu có. Đúng vậy. Ơi sao ơi, bọn mình vậy thì bây giờ hai đứa mình đi theo hai bạn đó đi ha. Biết đâu bọn mình sẽ trở nên giàu có thì sao? Còn chần chờ gì nữa, đi thôi nè hai cậu ơi. Ok đi. Nhưng mà hai bạn ơi, bây giờ á làm cách nào để bọn mình có thể giàu lên đây? Làm cách nào vậy? Vậy hai bạn giỏi nhất là gì vậy? Hai đứa mình á hả? Mình á thì chắc là mình sẽ giỏi nấu ăn hơn. Còn Sammy á thì mình không biết nữa. Sam ơi, Sam giỏi gì vậy? Còn mình hả? Mình thì chỉ biết chăm thú cưng à. Biết có giúp ích gì không nữa? Giỏi nấu ăn hả? Nếu mà Phong giỏi nấu ăn á thì cậu có thể mở một cái quán ăn để có thể kiếm tiền đó. Ý hay. Vậy mà sao mình lại không nghĩ ra ta? Đúng rồi ha. Hay là bây giờ mình với Sam sẽ mở một cái quán ăn để kiếm tiền. Vậy thì hai bạn mở một quán ăn đi, chắc chắn hai bạn sẽ kiếm rất là nhiều tiền. Ok luôn. Trời ơi, mình nấu ăn giỏi lắm, mấy bạn yên tâm, chắc chắn là quán của bọn mình sẽ đông khách và chắc chắn bọn mình sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Tên, xin giới thiệu với mọi người, đây chính là quán ăn của Phong Cận và Sammy. Đó, mấy bạn nhìn nè, thấy gì không? Ở trên đây mình có để nguyên một cái hamburger to đùng luôn, là chắc chắn mấy bạn cũng biết mình với Sammy sẽ bán cái món gì vậy đúng không? Bọn mình sẽ bán bánh tráng trộn, hay quá. Cái gì vậy? Hả? Vậy? Gì mà hamburger này bán bánh tráng trộn là sao? Ai trời, tôi giỡn. Mình để hình cái hamburger thì mình phải bán hamburger đúng không các bạn? Nè, mình còn để thêm cái chữ hamburger nữa, bạn thấy không? Đó. Mà từ từ,
xí khoan cho tôi hỏi được không? Hỏi tại gì sao đó? Hamburger ông nghĩ tiếng Anh mà ông ghi là hamburger là sao? Trời ơi, Sammy thì nước quá không biết vậy chân. Mình để là hamburger vậy á thì nó mới thân thiện với người Việt Nam, hiểu không? Mình ghi bằng tiếng Việt luôn đó. Nè, hamburger Phong Sam. Đó, quán ăn cực kỳ ngon luôn. Ở chỗ nhìn này cách trang trí là cũng hợp lý đó, cũng đẹp đó. Đúng rồi, mình còn trang trí ở đây là có mấy cái bàn nè, có hoa đồ kiểu luôn. À bây giờ hai bạn ngồi vô đi, mình nấu ăn cho hai bạn ăn thử nha. Đúng rồi, mọi người rồi ok ok. Bây giờ á là cho tôi với Sim một cái hamburger đặc biệt. Nếu hamburger mà cậu làm ngon á thì tôi nghĩ á là hai cậu sẽ bắt đầu kiếm tiền với món hamburger này được rồi đó. Trời ơi, yên tâm, tôi nấu ngon lắm. Được rồi, vô đây Sam ơi. Bây giờ hai đứa mình á sẽ làm món hamburger đặc biệt cho hai vị khách này của chúng ta nha. Rồi, đầu tiên để làm ra được một cái hamburger thì tất nhiên chúng ta sẽ cần có bánh mì. Thì ở đây mình có để cái công thức để làm hamburger nè, các bạn thấy không? Đó. Wow. Muốn làm hamburger gà thì chúng ta sẽ dùng bằng thịt gà. Hamburger bò thì chúng ta sẽ dùng bằng thịt bò. Đấy, quá là ngon luôn. Được rồi, bây giờ trước tiên nha, mình sẽ lấy thịt bò ra nè. Đó, mình sẽ lấy than với lại hột quẹt ra. Đây, chỗ này mình sẽ bỏ than vô. Đấy, rồi sau đó mình sẽ để mấy miếng thịt bò lên trên. Đó. Rồi, đốt lửa lên nè. Bây giờ Sammy ở đây, Sammy canh, Sammy nướng thịt bò cho Phong nha. Ok, giờ này để tôi. Rồi, ok, Sammy sẽ nướng thịt bò nè. Còn mình á thì mình sẽ đến đây mình xem coi ở chỗ này. Có khoai tây chiên nữa bạn. Có một cái công thức làm khoai tây chiên nè. Mình sẽ làm một cái khoai tây chiên để tặng cho cái đó với Simmy ăn trong lúc để hamburger. Đây đây khoai tây chiên đồ ta. Đây khoai tây chiên đây. Mình sẽ bỏ vô trong đây, sau đó bỏ than vô để mình nướng lên nha các bạn nha. Mình sẽ nướng khoai tây lên, sau đó là mình sẽ cắt nó ra để nó thành cái gói khoai tây chiên nha các bạn nha. À Simmy ơi, Simmy. Ôi, Sim ơi, Sim có nghe cái mùi gì thơm quá không Sim? Mùi thơm quá vậy? Sim ơi, Sim có muốn ăn khoai tây chiên không? Để Phong làm khoai tây chiên cho. Khoai tây chiên sao? Đúng rồi. Được, trời ơi, làm với tôi đi. Mùi thơm quá, mùi thơm quá. Ồ, đây, nướng được hai củ khoai nè. Bây giờ còn một củ nữa là ta có thể làm được khoai tây chiên hả? Tôi lật được thịt rồi nè. Đâu? Wow, giỏi quá. Ok, lật lại nha, nướng trên cho nó chín nha để mình làm hamburger. Ok, okay. Rồi. Lấy củ khoai tây nè. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ khoai tây vào đây, xếp như thế này là chúng ta sẽ được hai phần khoai tây chiên. Đó. À quý khách ơi, quý khách ăn khoai tây chiên trong lúc chờ hamburger nha. Đây đây gì đây? Khoai, để mình ăn thử rồi. Quý khách nè. Đó. Mời quý khách, mời quý khách. Nhầm. Trời ơi, nó ngon quá vậy. Nó mở luôn. Trời ngon đúng không? Tất nhiên là cái quán của Phong mở là phải ngon rồi. Ok quý khách đợi xíu nha. Hamburger sắp chín rồi. Thịt ống hamburger quá. Chín rồi nè, ông lấy đi. Ok ok, đây để Phong lấy. Ok lấy bò đây nè, lấy ra rồi. Ok, 4 miếng thịt bò. À quý khách ăn hamburger bò đúng không ạ? Cho tôi cái hamburger bò mà thêm nhiều xốp xốp vô nha. Đó, ok, cái thứ nào nữa. Ok ok. Rồi bây giờ để coi hamburger gà thì dùng phần thịt gà nè, còn hamburger bò. Đây, hamburger bò. Chúng ta sẽ bỏ bánh mì vô kẹp nó lại với miếng thịt đúng không? Ok, mình sẽ lấy ra. Đây phô mai nè, nãy quý khách kêu cần thêm xốp nè. Ok, mình sẽ lấy thêm phô mai nè. Để bánh mì vô đây, sau đó để miếng thịt bò vô rồi thêm tí xốp phô mai nữa. Ra được hai cái hamburger. Đó. Wow, nhìn ngon nhờ. Ngon không? Đây. Đây nè, cho Sam xem thử cái hamburger nè. Đấy. Trời ơi, ngon quá. Hamburger nhìn thôi hấp dẫn. Mà khoan, từ. Đây chính là một vị khách đặc biệt, cho nên là chúng ta không thể nào làm hamburger bình thường được. Mình sẽ làm hamburger giác vàng nha các bạn nha. Hamburger giác vàng. Đúng rồi, được chứ sao không. Bây giờ á, mình muốn là cái quán của mình bán được đắt khách thì mình phải chọn cái món nào lạ, hiểu không? Đó, từ trước giờ á, mấy bạn có bao giờ ăn được hamburger giác vàng chưa? Bây giờ mình sẽ làm cho bạn xem nha. Mình sẽ lấy ở trong cái này nè, đâu ta vàng đâu. À đây, vàng đây, đây. Ở đây mình có rất là nhiều vàng luôn. À, mấy bạn sẽ hỏi là tại sao anh Phong nghèo mà không có vàng đúng không? Thật ra vàng này là Kairon cho mình để mình làm quán á bạn. Đây, ok, mình sẽ bỏ cái hamburger vào đây nè. Rồi sau đó mình sẽ lấy vàng, mình bỏ vô đây như thế này. Rồi, xong. Vậy là bây giờ chúng ta đã có được món hamburger vàng mấy bạn ơi. Đó. Rồi khoan từ, bây giờ mình sẽ lấy cái dĩa ra cho quý khách nè. Đây, lấy cái dĩa ra. À dạ quý khách ơi. Đói bụng quá. Ôi có hả Phong? Đây hamburger của quý khách đây. Đó, xin mời quý khách. Wow. Hamburger, thôi Sim ơi, cay nhường cho Sim ăn trước á. Cảm ơn cay. Toàn nha. À Sim ơi ăn thử đi. Ngon Sim. Gì vậy? Không, ngon đúng không? Ủa gì? Ủa sao mà mặn được? Sim ơi, vậy là Sim muốn biết rồi. Hamburger á, người ta ăn á, người ta phải cho thêm nhiều sốt, nó phải mặn mặn mới ngon. Đúng để cay ăn với Sim ngon nè. À, cay thử cay. Mặn thiệt nha. Ôi vậy vậy. Cậu làm hamburger cái gì mà nó mặn chét vậy? Cái gì? Mặn ra. Hồi nãy tôi làm hamburger tôi đâu có bỏ muối vô đâu ta. Ủa nhưng mà hồi nãy Sammy nướng thịt bò, Sammy có bỏ muối vô không vậy? Có chứ. Nhưng mà chỉ là hai muỗng muối
muối thôi mà. Ủa? Mặn dữ vậy? Có hai muỗng muối thôi thì làm sao mà nó mặn dữ vậy trời? Đâu mình ăn thử coi. Một muỗng muối hay là hai muỗng muối? Trời Sam ơi, bà bỏ hai muỗng muối thiệt không vậy? Hai. Chết rồi. Tôi bỏ hai hũ muối. Trời. Trời ơi, bà bị cái gì vậy? Người ta làm thịt bò, người ta bỏ hai muỗng muối thôi, bà làm gì bà bỏ gì mà nguyên một hũ muối vô vậy? Đâu, tôi tưởng là rửa muối cho nó sạch, người ta hồi xưa người ta nói vậy, tôi được trời cho sạch ơi. Coi. Ê, vậy là coi như là không bán hamburger được rồi. Thiệt tình luôn á, Phong Cận à, tôi nói cậu nghe nè, với cái tình trạng này á là giờ tôi thấy là cậu không có mở quán hamburger được rồi. Vậy bây giờ cậu phải đi kiếm một cái công việc khác mới có thể đi kiếm được tiền. Ơi, bây giờ mình chỉ biết nấu ăn thôi, với lại là mình chỉ biết học thôi, chẳng lẽ giờ mình đi làm thầy giáo để kiếm tiền à? Ai biết, cái đó là vấn đề sao tôi biết được. Bây giờ mình làm công việc gì để kiếm tiền đây. Ủa, mà khoan, Sam, hình như là cậu cũng biết chăm sóc hũ cơm đúng không? Cũng đúng. Nếu vậy thì cậu giỏi cái đó, tại sao cậu không mở một cửa hàng thú cưng chăm sóc các kiểu? Tại sao lại phải làm cái thức ăn chứ, đúng không? Mở cửa hàng thú cưng hả? Ồ, nghe cái này hợp lý nha. Tính ra thời đại bây giờ á, người ta nuôi thú cưng nhiều lắm luôn á. Nếu như bây giờ mình và Sammy mà mở một cái spa dành cho thú cưng, wow, không chừng là sẽ kiếm được rất là nhiều tiền luôn đó mấy bạn ơi. Wow, ý kiến này hợp lý rồi nha. Nhưng mà bằng cách nào đây? Trời ơi, sao tôi biết cách mở được? Đúng rồi, bây giờ muốn mở spa cho thú cưng á, bọn mình phải có tiền mà. Vậy thì các cậu yên tâm, đây chính là nghề của mèo Simmy. Ủa? Ồ, vậy hả? Vậy rồi thì ơi, mình nhờ bạn hết nha Sim. Được rồi, tôi sẽ giúp đỡ hai cậu. Ok. Yeah, cảm ơn Sim. Cảm ơn được Sim nha. Ủa Sim ơi, chỗ này là chỗ nào vậy Sim? Ủa? Đây chính là spa thú cưng, và nhiệm vụ chúng ta đó chính là chăm sóc cho những em bé này và khiến chúng trở nên xinh đẹp. Ok. Ồ, thì ra chính là spa dành cho thú cưng sao? Hàng gì ở đây mình có thấy có quá trời những con vật luôn nè. Con bò nè bạn, kế bên mình có con bò nè, hình như đây là bé của mình nè. Bên đây thì có bạn này là có con chuột nè bạn. Đó, còn bạn bên đây là con gì? Ui cái con gì đứng nó lắc bông gì nhìn dễ thương quá vậy? Này con gì đây? À con cáo, con cáo. Wow. Vậy là bây giờ bọn mình sẽ trang trí thú cưng rồi chúng ta sẽ kiếm được tiền từ phần thưởng đúng không Sim? Đúng vậy. À rồi ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cố gắng trang trí thú cưng của mình thật là đẹp để kiếm được tiền thưởng nha các bạn nha. Ok. Bắt đầu. Go! Để xem coi. Chủ đề thiết kế thú cưng là rắn ngớ ngẩn hả? Con rắn hả? Ok, con rắn đúng không? Được rồi, vậy bây giờ mình sẽ đi kiếm con rắn nè. Con rắn ở đâu ta? À đây con rắn đây nè. Đây con rắn đây. Trời con rắn đúng dễ thương luôn các bạn. Đây mình sẽ chọn con rắn nè. Đấy. Đó các bạn thấy không? Kế bên mình bây giờ có con rắn nó đang đi theo mình các bạn thấy không? Đó, có nghĩa là nó là thú cưng của mình rồi đó. Mình sẽ trang trí cho nó đẹp hơn. Ui có phòng VIP nè. Ê Kai ơi, bạn có thể nào trả tiền cho mình để mình vô phòng VIP trang trí thú cưng được không Kai? Được luôn bạn ơi. Tự thoải mái đi. Rồi, cái này là Kai Ron trả tiền cho mình chứ giờ mình chưa có tiền các bạn ơi. Hy vọng là mình sẽ có thật là nhiều đồ trang trí. Ui con rắn mình đeo cho nó cái khăn choàng nữa bạn. Dễ thương vậy. Ok, bên này thì có mấy cái ánh sáng đồ kiểu nè. Ui, cái chữ VIP nữa bạn. Mình sẽ chọn cái này luôn, là con rắn của mình nó sẽ có những cái chữ VIP ở trên người nè, thấy không? Đấy. Ui, ở trong này mình còn có thấy thêm mắt kính nữa nè. Mình sẽ chọn cho con rắn của mình đeo cái mắt kính giống mình đi. Con rắn của mình nó đeo cái mắt kính màu xanh giống mình nè bạn. Nhìn dễ thương thật sự luôn á. Rồi, bên này là có váy nữa nè. Mình sẽ chọn cho con rắn của mình mặc váy luôn nha. Mình sẽ chọn cho nó cái váy này đi. Cái váy này nhìn cute nè. Ơi, thật ra cũng không cute lắm ha. Mình sẽ chọn nó cái váy màu xanh dương đi cho giống màu tóc của mình. Váy màu này nhìn nó mới đẹp mấy bạn thấy không? Ok rồi, bây giờ ra ngoài đây. Ở chỗ này mình thấy có cái tóc nữa bạn, mình sẽ cho nó đội cái tóc lên nha. Trời ơi, bạn nhìn con rắn của mình bây giờ nó có tóc nữa bạn. Nãy nó chọc đầu, bây giờ nó có cái tóc nè. Rồi mình sẽ chọn cho nó thêm cái vương miệng nữa đi. Đó, đeo cái vương miệng lên. Ủa, cái vương miệng đâu ta? Hình như không có. Từ từ, cái tóc xấu quá, mình sẽ bỏ cái tóc đi. Mình sẽ cho nó đội vương miệng nha bạn nha. Đội vương miệng có vẻ nhìn dễ thương hơn nè. Đó, rồi sau đó đi qua bên đây. Ui, bên này nhiều đồ dễ thương quá, mình muốn chọn những cái đồ khác nữa bạn ơi. Từ từ, bên này thì có gì khác nữa không ta? Ui có cái cánh nè bạn, bên này có cái cánh nè bạn nhìn nè. Mình sẽ chọn cho con bé của mình đeo cái cánh vô nha. Ok, đeo cái cánh vô. Con rắn của mình bây giờ nó có cái cánh nè bạn. Trời ơi. Ok, rồi qua bên này thì bên này còn cái gì khác nữa không ta? Hình như là cũng hơi ít đồ các bạn ạ. Không có quá nhiều đồ ở đây. Ui có cái tóc màu xanh lá cây nè. Thử hay là mình tháo vương miệng của con này ra xong mình cho nó đội thử cái tóc coi. Con rắn có một cái tóc màu xanh lá cây các bạn ơi. Ok, được. Bên này là có thể trang trí cho nó được đôi mắt nữa bạn. Mình sẽ nghĩ là sẽ cho con rắn của mình đôi mắt màu vàng đi. Mắt màu vàng hả? Nhìn cũng cute nè. Đó, rồi bên này cái miệng hả? Thì mình sẽ cho con rắn của mình nó đeo cái miệng gì vậy ta? Đây có cái miệng răng nè, có cái răng nè từ. Nó đeo cái răng là được không? Nó cũng đeo cái răng là được nhưng mà xấu quá. Hay cho nó đeo khẩu trang ta. Đây, như thế này đẹp nè. Và ở bên này là cái phần chọn da rắn nữa bạn. Mình sẽ chọn cho con rắn của mình nó được cái
da màu xanh như thế này nha. Đấy, mà màu xanh nhìn cũng không đặc biệt lắm, con rắn phải có cái màu gì đó đẹp đẹp hơn, màu tím được không ta? Thử coi. Sao bây giờ nhìn nó giống cái quả cà tím quá vậy? Ok, thôi không sao, nhìn cũng đẹp mà. Bên này thì có cả tai thỏ, tai đồ nữa nè các bạn. Mình sẽ cho nó đeo một cái tai thỏ lên nha. Đấy. Cả nhà ơi, chúng ta còn 30 giây thôi nha cả nhà. 30 giây thôi. Còn 30 giây hả? Ok ok. Bên này là có phần đuôi nè. Con rắn của mình nó đã có cái đuôi rắn rồi, nhưng mà mình sẽ cho nó đuôi, đeo thêm một cái đuôi cầu vòng nữa nha các bạn nha. Đeo thêm cái đuôi cầu vòng vô. Wow. Bây giờ con rắn của mình đã trở thành một trái cà tím biết di chuyển các bạn ơi. Không biết nó có đẹp không ha, nhưng mà mình hy vọng là sẽ được điểm cao. Ok, thôi không sao. 5 giây nữa bắt đầu chấm điểm nè. Let's go. Chuẩn bị chấm điểm rồi. Và thời gian đã đến lúc chương trình bắt đầu rồi. Hy vọng là con rắn của mình sẽ được điểm cao các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Wow, và người đầu tiên đó chính là mèo Simmy. Để coi coi con rắn của mèo Simmy thế nào. Dễ thương. Nhìn dễ thương, dễ sợ luôn các bạn. Ôi, slay. Ok, mình sẽ cho 5 sao luôn. 5 sao. 5 sao luôn. Ok, rồi. Và tiếp theo đó chính là Phong Cận TV. Đây, xin giới thiệu mọi người. Con rắn của mình. Ủa sao chụp lại em? Nhìn nó giống như là cái trái cà tím vậy các bạn. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ chấm điểm cho mình. À, ok. Ôi nhưng mà cái con rắn này của mình nhìn nó giống dốc cơ quá ta. Tóc màu xanh nè, rồi cái người nó màu tím nữa. Tới mình, tới mình, tới mình. Tới được Kairon nè. Ui. Kairon. Con rắn. Ủa Kai ơi, con này con gì vậy Kai? Xin giới thiệu với bạn, đây chính là con rắn bảy màu. Ủa? Sao con rắn của bạn nhìn lạ quá vậy? Nhìn nó còn có cái cách của con rồng nữa kìa. Ok, ok. Không sao, cũng đẹp, cho 5 sao luôn. Và tất cả thú cưng đã được chấm điểm rồi. Nhưng ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Sẽ là ai đây? Phần thưởng phải thuộc về mình. Phần thưởng phải thuộc về mình. Đó chính là mình bị top 1 rồi. Yeah. Oh my god. Top 1. Mình được top 1 và được thưởng 200 kim cương. Yeah, rắn ơi. Trời ơi, con rắn rồi, con rắn rồi. Trời ơi, mừng quá mấy bạn ơi. Mình được top 1 và mình đã được thưởng rồi. Yeah. Ok, vậy là có nghĩa là mình nghĩ rằng là mình cũng trang trí thú cưng được đó nha. Mình sẽ bắt đầu trang trí thú cưng nhiều hơn để mình bán kiếm tiền nha các bạn. À không, ý mình là không phải bán thú cưng nha các bạn nha, mà mình sẽ nhận làm spa trang trí cho thú cưng, làm đẹp cho thú cưng của các vị khách. Đó, ok. Rồi, bắt đầu làm và kiếm tiền thôi. Wiu 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 wiu. Trời ơi, nhiều kim cương quá mấy bạn ơi. Trời ơi, kỳ này bọn mình giàu rồi Sam ơi, quá trời kim cương luôn. Trời ơi. Được, nếu mà bây giờ hai cậu đã có tiền rồi á thì xin chúc mừng hai cậu. Nhưng mà từ từ quay đã. Có cái điều này tôi cần phải nói nè. Hai cậu giàu rồi nhưng mà sao cái bộ đồ của hai cậu vẫn còn phèn quá vậy? Cái bộ đồ của hai đứa mình á. Tính ra là bộ đồ của hai đứa mình á, trước giờ bọn mình mặc đồ cũ quen rồi cho nên là nó đúng bị rách quá trời nè, nè giống bộ đồ của Sam nè. Trời bị rách quá trời luôn. Sắm đầu nói Sam gì là không đúng. Không đúng, không đúng, không đúng. Hai cậu khi mà đã có tiền rồi á, hai cậu cần phải nâng cấp bản thân. Đấy, nâng phải cấp bản thân. Cũng đúng ha Sammy. Tính ra bây giờ bọn mình có tiền rồi nè, nhìn nè trong người mình quá trời kim cương luôn nè các bạn. Thì tính ra bọn mình cần phải mua cái bộ đồ đẹp gì đó mặc mặc vô cho nó đẹp chứ đúng không? Đúng rồi ta, sao mà không làm nhờ? Đúng rồi. Ủa nhưng mà từ trước giờ mình với Sammy á là cũng không có đồ mới bao giờ hết. Bọn mình toàn mặc đồ cũ không à. Cho nên giờ không biết phải mặc sao cho đẹp hết trơn á. Đây 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 đây. Các cậu có thấy không? Đây ở đây rất là nhiều đồ luôn nè. Bây giờ mấy cậu hãy lựa một bộ đồ mà các cậu yêu thích, sau đó vào bên trong phòng thay đồ và thay đồ đi. Ok ok, dạ lựa bộ nào cũng được đúng không? Đúng rồi, lựa bộ nào cũng được đó. Rồi ok ok, để mình lấy ok thay đồ thay đồ. Wow, trời ơi Sammy ơi, sao Sam mặc đồ đẹp quá vậy? Đẹp nè, đó, áo hình con thỏ nè, vậy trời hồng. Trời ơi, áo nè, hình con thỏ nè, giày màu hồng, váy màu xanh, đội vương miện nhìn như con chúa vậy đó. Sam nhìn Phong nè. Thấy Phong đẹp không? Nhìn giống như hoàng tử tóc dài vậy đó. Đúng rồi. Phong lựa nguyên cái áo trái tim này, thấy không? Trái tim này dành cho Sam nó. Hết rồi, hết rồi. Đẹp đúng không? Ok, được rồi. Bây giờ mình ra ngoài khoe cho hai người kia coi đi. Kai Sim ơi. Lâu quá rồi. Ủa? Mình mặc đồ xong rồi nè. Đẹp không? Đẹp không? Hai người. Cái gì đây? Hai người. Cái gì vậy? Ủa? Tôi mặc đồ đẹp mà. Cái đồ gì mà độc lạ quá vậy? Cái nào là con mèo rồi sau đó đồ Ripper, váy Ripper đó. Tào lao quá. Trời ơi, cái gì mà đẹp trời. Tính ra nha. Mình thấy là người ta mấy cái người mẫu siêu sao á, người ta hay mặc mấy cái áo, mấy cái quần đồ nó khác màu nhau á, nhìn nó fashion á, nhìn nó ngầu ngầu á, mình cột tóc lên rồi thấy không? Đó, đẹp không? Nhưng mà đó là người ta. Chứ mình mặc không đẹp hả bạn? Chứ còn gì nữa? Ủa vậy chứ bây giờ mình phải mặc sao mới đẹp giờ? Khó quá. Làm người giàu cũng khó chứ đâu là dễ đâu. Đúng rồi, tính ra bây giờ bọn mình có tiền rồi nhưng mà bọn mình cũng không mặc đồ đẹp được, buồn ghê á bạn ơi. Được rồi. Có cách, có cách, có cách, có cách. Nhưng mà cách này nó hơi mất thời gian xíu. Được rồi. Mọi người đeo tôi đi. Rồi ok ok.
đi đâu ta? Chán ngay cái người này dễ sợ chứ trời. Ủa Kairon ơi, chỗ này ở chỗ nào vậy? Hả? Xin giới thiệu với cậu, đây chính là một cái nơi có thể giúp cho cậu trở nên xinh đẹp. Hả? Cái gì, chỗ này sẽ giúp cho mình trở nên xinh đẹp hơn hả? Ủa mà cái chỗ này là chỗ nào mà lạ quá vậy ta? Mình vô đây để làm gì vậy Kai? Ê, yên tâm, cậu cứ chờ xíu. Khi mà vô trong đây á, sẽ có rất là nhiều thứ để có thể cho cậu thay đồ nè, trang điểm nè, làm tóc nè. Wow, cái gì nghe đã như vậy? Đâu, cho mình thử liền đi, Được. Ồ, cái chỗ này là chỗ nào mà nhìn đẹp quá vậy ta? Quá trời tóc độ kiểu luôn nè, quần áo đồ nữa, xịn quá vậy. Ủa, ok ơi. Mọi người, đó chính là làm sao trở nên mình xinh đẹp nhất đấy. Ồ, okay. vậy hả? Từ từ đi, mình vô, mình lựa coi. Trời ơi, trong đây quá trời đồ đẹp, nhưng mà sao toàn đồ nữ vậy ta? Trời ơi, đâu có hợp với mình đâu. Ủa rồi, bây giờ mình phải mặc như thế nào đây? Trời ơi, tôi không biết mặc sao hết rồi. Đây, Phong cần mặc thấy không? Ở mỗi chỗ đều có một khu vực tóc nè, áo quần nè, trang điểm nè đó. Làm sao để bạn trở nên thật là xinh đẹp nhất, hiểu chưa? Ồ, vậy hả? Từ từ, bên này là tóc nam nè. Ồ, bên này là tóc nam nè. Vậy giờ mình mặc bộ nào cũng được đúng không? Đúng rồi, làm sao okay. Để rồi. Xinh đẹp nhất. Wow, cái bộ này nhìn ngầu quá nè, cái tóc này nhìn ngầu quá bạn ơi, tóc màu cầu vồng nè, quá đẹp luôn. Mình sẽ lấy cái tóc này, sau đó mình sẽ qua bên đây để xem coi bên này còn gì nữa không ta. Ồ, bên này nó có mấy cái hiệu ứng được cái kiểu nè, mình sẽ chọn cái hiệu ứng này đi. Đây mình sẽ dùng cái hiệu ứng này nha bạn nha. Ui, phải dùng tiền mua hả? Ok, không sao hết, mình giàu mà, mình sẽ dùng tiền mua luôn. Đây, mình sẽ mua cái hiệu ứng này luôn nha các bạn nha. Mua nè, với giá là 100 Robux hả? Trời quá rẻ, mua luôn. Tôi sợ cái gì? Ok, mua nè, mình sẽ lấy cái không, hiệu ứng bên này có vẻ đẹp hơn nè, mình sẽ lấy hiệu ứng này đi. Đó, trời ơi, người của mình lấp lánh luôn bạn ơi, quá là đẹp luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ chạy qua đây để mình chọn cái cơ thể. Người của mình đang bị khá là mập á bạn, mình sẽ chọn cho mình một cái cơ thể nhìn nó săn chắc xấu muối xíu. Từ từ qua bên này. Đây, cơ thể xấu muối nè. Đó, trời ơi quá đẹp luôn. Sau đó mình sẽ vô đây để mình nhợ màu cho mình. Đấy, trời ơi nhìn quá đẹp trai luôn bạn ơi. Ok, yeah. Sau đó là mình sẽ chọn đến quần áo đúng không? Qua bên đây. Quần áo chọn cái nào đây? Ui, cái áo vest màu xanh đẹp đẹp nè. Mình sẽ mặc cái áo vest màu xanh này nha. Bây giờ kiếm thêm cái quần nữa chứ mặc áo vest mà mặc quần xà lỏn thì nhìn kỳ lắm. Ok, mình sẽ qua bên đây kiếm cho mình cái quần màu trắng này được không ta? Ngầu quá. Ok, quá là ngầu luôn. Bây giờ mình sẽ chạy đi kiếm cho mình thêm cái cánh đi. Đó, mình sẽ mang thêm một cái cánh cho nó ngầu hơn nữa nha các bạn nha. Đây, ở bên này là cái phần cánh nữa bạn, mình sẽ chọn cho mình cái cánh này. Trời ơi, nhìn mình bây giờ á nhìn quá là ngầu luôn, nhìn y như là thiên thần vậy các bạn. Có cái cánh vô nhìn đúng đẹp luôn á. Rồi, bây giờ là mình có cánh đây nè, mình sẽ mua thêm vũ khí, mình sẽ lấy cho mình thêm cái cây kiếm này. Đó. Ui, phải mua luôn hả? Mua luôn sợ cái gì? Trời ơi, tôi giàu mà các bạn. Ủa, rồi cầm cái kiếm nè. Trời ơi, quá là xịn sò luôn. Bên này có cả thú cưng nữa nè. Trời ơi, chỗ này nó không cho mua bạn ơi, tiếc quá à. Không sao, bây giờ còn 10 giây nữa. Trời, mặc đồ hay là đẹp lắm rồi. Sam ơi, Sam đâu rồi? Ui nè, tôi nè, tôi mặc đồ hơi bị ngầu luôn á. Ủa, bà đâu? Ủa nè, tôi thấy bà nè. Ui, Sammy mặc cái đồ đen gì nhìn ngầu quá. Sammy đứng im coi, không quay coi. Ôi trời, Sam chấm điểm luôn rồi. Bây giờ tới lượt mình nè các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn mình nè. Ngầu chưa? Trời, nhìn như siêu anh hùng luôn á. Trời ơi, mấy bạn chấm cho mình nhiều điểm nha các bạn. Tiếp theo là Sammy. Đâu, để coi Sam coi. Sam đâu? Ủa, tôi ngồi vậy. Nhìn Sammy đang thui lùi nhưng mà rất là ngầu nha các bạn nha. Mình sẽ chọn cái Sam 5 sao luôn. Wednesday nè. Cái này của Sam nhìn giống Wednesday. Ui, Sammy. Wow. Ngầu thật sự luôn á. 5 sao ôi, luôn. Cái này siêu phẩm. Siêu phẩm. Trời ơi, quá là ngầu luôn. Oh my god. Và bây giờ đã có kết quả của người chiến thắng. Hãy xem coi ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Wow. Wow. Ủa, Phong Tử. Oh my god. Bọn mình đã trở thành những người đẹp nhất rồi các bạn ơi. Yeah. Wow. Các bạn thấy chưa? Bọn mình đã có thể mặc đồ đẹp rồi đó. Mấy bạn ơi, bây giờ mình và Sammy, hai đứa mình đã trở thành những người giàu nhất trường rồi. Yeah. Gì mà giàu nhất? Cái gì giàu nhất? Cái gì giàu nhất? Sao? Cái gì giàu nhất? Nói lại cho đúng nha bạn ơi, bạn nói sao cho đúng à? Quên. Phải nói là bốn đứa mình đều giàu như nhau, trở thành những người giàu có nhất trường. Còn gì nữa? Chính xác. Sau bao nhiêu cố gắng vất vả thì cuối cùng bây giờ tôi với Sam cũng trở thành những người giàu có rồi. Không ai sẽ khinh tụi mình nữa. Không ai khinh thường một mình nữa. Đó, mấy bạn thấy không? Đây chính là sức mạnh của việc có tri thức đó các bạn. Mấy bạn phải nhớ đi học thật là giỏi nè. Sau đó mai này á, mấy bạn sẽ kiếm được một công việc rất là tốt. Và mấy bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền và trở thành người giàu có luôn. Mấy bạn phải nhớ là không có gì quý báu bằng tri thức. Nhớ là phải học hành cho giỏi vô nha mấy bạn nha. Ok. Bây giờ nè, mấy bạn thấy không? Mình mua cả siêu xe, nguyên một hàng toàn là siêu xe nè. Còn Lamborghini. Trời ơi, mình mê cái chiếc này lâu lắm rồi. Giờ mình mới có.
Phải cay ra xem. Cho lấy thử. Cậu giặt rồi giờ không lẽ cho chiếc xe không được hả? Trời ơi, có gì đâu. Rồi ok bạn ơi, và bây giờ mình và Sammy đã trở thành những đứa con rich kid giàu có rồi. Yeah. Và bây giờ hey, mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như các bạn đã thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Mel Simmy và Kyron cùng với Sammy để đăng ký họ cho tất cả thành viên của Hero Team nữa nha. Có vậy thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. À mà quên nữa mấy bạn ơi, hiện tại ở trên màn hình đang hiện lên những cái video mới nhất của mình đó. Mấy bạn hãy nhớ là bấm vào trong video mới nhất để xem ủng hộ cho mình nha. Nhớ nha mấy bạn, nhớ xem video mới của mình nha. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Yêu mấy bạn. Bye bye. Bye.